Chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ reaction anh HGN Vlog nha. Và bây giờ thì reaction thôi anh em nhé. Đây HGN Vlog đúng không? À đây. Đây. Mình sẽ review reaction anh Nguyên Ca quên. Đâu rồi. Có cái nào mới không? Em chưa. Em chưa 18. Đâu rồi. Rồi. Có video nào cũng cũ hài hài mình giới thiệu cái. À mình viết sự cái quên mẹ. À đây review Lương Y Võ Hoàng Nguyên. Đây, bật to to lên. Xin chào quý vị, tôi là Lương Y Võ Hoàng Nguyên. Thầy ơi. Ôi rồi vãi cả đây này. Xin chào quý vị, tôi là Lương Y Võ Hoàng Nguyên. Thầy ơi, nhà mẹ nó khét đi thôi. Em bố chẳng biết gì bảo con nó khét. Em bố có nhận đâu vậy? Sao không đi dạo nhanh phanh ở đây để cho nó hồi trở lại trí nhớ. Thì bây giờ bố không muốn lên mãi trên kia này chữa cái giả. Bố biết kiếp trước con hàng gì không? Nào biết làm sao được, không biết đúng không? À kiếp trước là Lương Y Võ Hoàng Nguyên. Cái này thì thần y rồi, đúng rồi chắc luôn. Ừ, thì sẽ bố biết sao được. Ông vừa rồi mình sẽ nói con biết đấy. Ý này như này. Nhưng mà... Không nữa. Được rồi, mày cứ chữa nó. Được rồi, thằng 1. Giờ mình sẽ okay. Như vậy. Đây. Ủa xong rồi đây làm gì đây? Trầm cảm mà. Bài nhìn này. Hả? Ngồi ngã đi. Nguy hiểm nha. Cái nó gãy một cái mà rơi đúng không? Thế bài. Ngồi ra đi Nguyên. Mày tao lên chứ mày cho mày bắt tao phải tìm cứu hộ à? Thì tao đúng cái gì à? Phòng thang, đừng bày nhảy đây chắc. Đây. Đây. Đi vào đây mà, chẳng nhanh. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào mà, nhanh. Đi nào nào hai hai mình sẽ dừng nhá. Nên bỏ em mày vào đi nhanh. Đi. Đi vào đây nhanh. Úi trời, úi trời, ngầm gồng gồng này gồng này. Nhanh không ngã. Đi vào đây đúng nhá. Đây. Kìa Nguyễn, đang chào ông anh kìa. Mẹ cái thằng này đi đây. Xịt ngã đây. Thôi đi, đi thôi, đi. Đây. Ôi, trời ơi, má nó không nguy hiểm đi. Kìa, đi ra kia Nguyễn này. Đây, chứ ơi. Đây, bố đây, bố đây, bố đây. Bố đây. Bố đây. Bố vào. Đấy, ngồi vào. Cái đấy, thì đúng. Cứ định mình anh Nguyên đưa ghế cho nó rồi mà nó ngồi dưới đất là chịu. Ghế cần ngồi đấy. Ghế không cần ngồi này chịu. À, ngồi ghế anh chưa bậy cho. Nha. Nha. Đấy, nó phải ngoan. Nó ngoan thì lần sau mới có kẹo cho ăn. Ngồi xuống. Ăn kẹo không? À, ăn kẹo không? Đó. Thằng này bị cầm điếc rồi thì phải chữa ngay. Đấy. Cầm điếc là mình phải chữa ngay vậy. Đây. Lương Y Võ Hoàng Nguyên lần đầu chữa bệnh trầm cảm cho điệp lợn và cái kết. Ok các bạn ạ. Đây bây giờ đến giờ mình sao nhỉ? Thể hiện cái tài năng lương y của mình đây. Đấy. Đấy, go. Không nghe gì. Tức là điếc rồi nhớ. Điếc không? Hả? Không. Điếc. Các bạn ạ. Sau khi mà đã xem xét một vòng với cái trường hợp này thì mình khẳng định đây là cái bệnh trầm cảm sau khi sinh. Cái gì cơ? À nhầm. Trầm cảm sau khi bơi nhưng mà sinh đâu. Đây là cái bệnh trầm cảm sau khi bơi. Úi rồi. Một dép, ok. Thì đúng. Thì đúng rồi. Gì nữa? Rất tao mày. Tôi ạ. À? Không đi đâu. Ờ. Được rồi, đánh rất luôn kìa. Rất tao đi mày. Úi thế đúng rồi. Đấy. Xong rồi. Ủa rồi ôi chiếc dép của anh Nguyên. Chiếc dép ở trên trên bên nhà. Trời cái này phải lấy que khiên rồi. Thế đúng bây giờ dép lấy rồi gì? Để đúng ngay. Cái thằng này. Ừ. Thế mất cả dép à? Thế ngồi nào. Ngồi vào. Cứ phải nóng tính à? Quán với chị cơ. Mà không nói nhiều lắm, bây giờ mình phải hành động luôn các bạn, mất dép cay lắm rồi. Ừ. Thôi mày, một chiếc thôi. Thế nào? Các bạn nhìn mình nhá. Alo.
Alo, anh Sang đó. Anh đi qua một tô. Ngày xưa em bán sữa đậu lành. Ngày này em bị trầm cảm rồi anh. À, bây giờ thằng này bị hỏng cái bộ phận âm thanh, bây giờ mình sẽ chữa nó các bạn nhá. Alo, không nghe gì đúng không? Có màu sang không? À, có màu sang bên kia không? Có màu sang mẹ. Không sang. Chúng mình nó đau này. Hỏng quá nặng. Ừ. Phải thay hỏng quá nặng. Đau không? Vô tay quý vị ơi. Ui, cuối cùng vẫn nghe tiếng đau, vẫn nghe đau anh em ạ. Vai ông đực lợn. Đau rồi. Chỗ đau rồi. Đau không? Hỏng rồi. Đau không? Hỏng rồi, hỏng rồi. Đau không? Lần nữa nghe này. Ngoan. Thế dễ mà, tát lúc đúp nghe đau này. Cố gắng lấy 200 triệu cơ. Ừ. Đây đây, con gì đây? Thôi bắt từ lên rồi. Mẹ có biết bây giờ con là ai không? Con là thầy đấy. Bạn bị tin rồi. Thầy gì? Ôi mẹ không biết con là thầy à? Mày nguyên thuyền bút, nguyên tên mày bằng viết lên nguyên viên lắm. Thôi bác để ý chữa mẹ. Mẹ đứng sau bên. Bây giờ con là thấy chỗ này của con mẹ nên mẹ phá à? Một thằng này đã mày từ giờ mày lại đầu điện nữa à? Cho mày đi đông khê nốt tới. Thế đúng. Mẹ cứ đứng sau bên, con ta chiếm 200 triệu đây. 200 triệu cái gì, làm gì 200 triệu? Đây là bệnh nhân đầu tiên của con. Mẹ bị làm sao vậy? Nắng đi không, mẹ cứ để dân nắng này nó mới nhập được. Kia kiểm tra đi. Tao cho thằng này kiểm tra thì giờ đến lượt mày đấy. Để nghe thằng nhân chết rồi. Đi bây giờ làm nước đông khê gì nhá. Mẹ cứ để yên để con làm cho xem. Con chữa cho thằng này nhá. Mẹ có phải cảm ơn con những nghìn lần đấy. Nghìn lần cảm ơn Nguyên đấy. Anh nói là tao không có tiền cho đi viện đâu đấy. Đã bảo con. Mẹ đứng lên đấy. Có máy xuống rồi. Mẹ xem cái này. Nghe thấy không? Đấy này. Biểu cảm này. Đấy. Ngu này tát này lương y à. Đấm. Đấy, có biểu hiện tốt nha. Chợ nó mà chưa gì nó. Đang đang chứ. Cái đây. Tình nguyên. Vậy. Chứ cái hai nhé. Lên đây. Hai cái gì mà nắng bỏ mẹ em được. Cái hai, cái hai. Cái số con. Mày. Bạch đấy. Nguyên. Úi dồi ôi. Nếu anh thấy hay thì cho Hiếu một like và một subscribe để có thể quay video cho con lợn huyền heo nhá. Bye bye.